súng kìa, lại đây. Chạy bên đây. Tiền đó. Im miệng. Em vô tội. Cầm miệng. Nếu muốn toàn mãi, nói với cảnh sát không có ai. Nhanh lên. Nhanh lên. Dạ dạ. À, chào anh, có thấy tên cướp chặn ngang qua đây không? Dạ không thấy. Ok, cảm ơn nhiều. Hướng kia. Đi vô đi. Bình tĩnh đi anh. Khôn hồn đừng để nó lên tiếng. Vô trong. Vô trong đi. Con ơi ngoan. Nằm xuống. Đừng khóc mà con. Dạ nằm liền. Đừng khóc mà con. Đừng khóc mà con. Mẹ đi, mẹ đi. Con nít nó sợ thì nó khóc thôi. Tao kêu mày cứ im miệng đi nghe không? Nè anh, mau lên chạy trốn đi. Linh đi con, Linh đi con. Đi mau lên. Đừng. Không được đâu. Linh đi con. Mày đang làm gì vậy Sunan? Linh đi con khóc nữa. Con nít vô tội mà. Thả nó ra. Linh đi mà con. Dám xem trọng người khác hơn tao sao? Không phải. Anh lo chạy trốn mau đi. Nó là lớn như vậy sẽ làm cho mình bị lộ. Coi như là tôi năn nỉ anh mà. Khủng khiếp. Sunan, thắp nhang cho nó đi. Dạ. Cầu vong linh anh hãy tha thứ cho tôi. Tôi là cảnh sát. Tôi phải làm theo nghĩa vụ.
phim được dịch và lồng bữa nay cậu có chuyện gì không? Sao mà im lặng vậy? Tôi đang nhớ chuyện của anh Sữa. Thằng Sữa chắc sẽ vui mừng lắm vì vẫn có người nhớ đến nó. Mà chú Côn đã quyết định xong chưa? Chuyện mà tôi từng hỏi chú đó. Là chuyện nào hả? Dạ, là chuyện giải nghệ đó chú. Tôi đang định giao vũ khí cho tướng Di Xuyên và lần này sẽ là lần cuối cùng. Rồi tôi và gia đình sẽ chuyển qua nước ngoài sinh sống. Danh vọng, tiền bạc vốn là vật ngoài thân. Chết rồi cũng không đem theo được gì. Dành thời gian để nuôi con cháu, sống vui vẻ cùng người mình thương là tốt nhất. Dạ. Còn cậu thì sao? Tôi nghĩ cậu sẽ làm gì để sống? Có định ở trong giới này tiếp không? Theo chú tôi nên thế nào? Tôi nên ở lại hay nên dừng lại đây? Tôi biết mục tiêu của cậu là cái gì. Chú đang nói mục tiêu gì? Thì là mục tiêu ngày càng lớn mạnh hơn và có quyền lực hơn trong giới xã hội đen này. Nhìn vào mắt cậu là tôi biết rồi. Vậy nó có thể thực hiện được không chú? Việc một người có được quyền lực lớn mạnh không phải chuyện dễ dàng gì. Trước mắt cậu sẽ phải chịu mất mát để đánh đổi thứ mà cậu muốn. Tôi đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. Nó làm tôi ngộ ra rằng hạnh phúc thật sự của con người là như thế nào. Là thật sự nằm ở đâu. Cậu hãy nhớ cho kỹ lời tôi nói ngày hôm nay. Mà suy nghĩ kỹ càng thấu đáo đi. Tôi sẽ nhớ lời chú. Mà cũng không biết chừng tôi sẽ từ bỏ mọi thứ ở đây rồi mua vé ra nước ngoài xin ở ké với chú cũng nên. Được không chú? Thiệt sao? Không biết cậu có nói thiệt không, nhưng tôi cũng rất là vui. Hãy nhớ, tôi xem cậu như là con trai ruột của mình. Chính vì vậy tôi luôn mong cậu được sống hạnh phúc. Ông nội đi ngắm hoa với con nha. Ngoan, tôi đi nha. Ông chủ, Sunan tới rồi. Không cần. Có chuyện gì thưa ông? Đã đến lúc cậu cần phải chứng minh cho tôi thấy rồi đó, Sunan. Mang vô bên trong đi, cẩn thận đó.
Chào chú Côn. Làm tiếp đi. Anh à, chú Côn tới rồi. Dạ, chú Quỳnh mới tới. Sao rồi? Ổn thỏa hết chưa? Đã tới đâu rồi hả? Dạ, gần xong rồi. Chỉ còn một chút. Chúng tôi đang gấp rút hoàn thành cho xong. Rất tốt. Nhanh tay một chút, coi chừng trễ tàu. Dạ. Tony, sao mình tới nhà kho của chú Côn vậy? Ê, ông Tony tới, phát đồ miễn phí đây. Nè, khoan. Hả? Bỏ lên. Hả? Chuyện gì vậy? Bên kia kìa. Mày cả gan dám phản bội tao, đồ bất nhân. Đừng nói nặng lời như vậy chứ chú Côn. Phải nói sống sau xô sống trước, tre già măng mọc. Mày đúng là xấu xa hơn tao tưởng tượng nhiều. Chú Côn chính là người dạy tôi mà. Chính chú là người đã đổi hướng đường đời của tôi từ cảnh sát thành ăn cướp. Chú còn dạy cho tôi cách sống sót trên con đường mới này. Nhưng xin lỗi chú, thời gian của chú gần hết rồi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Sunan. Sunan. Đây chính là cách chứng minh rõ ràng nhất. Cậu có thật lòng muốn đi theo tôi hay không? Khử chú Côn đi. Thử xong thì cậu mới được ở lại với tôi. Và tôi hứa sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra. Nếu không thì cậu chỉ còn một lựa chọn duy nhất
là chết cùng với chú con. Cậu hãy bắn tôi đi. Thà chết dưới tay cậu còn hơn phải chết dưới tay thằng khốn đó. Bắn đi. Giới xã hội đen vốn dĩ tàn nhẫn như vậy. Nếu ta không phản bội người thì người cũng phản bội ta thôi. Giống như cậu phản bội thằng Sữa vậy. Mau bắn đi. Hãy mau bắn đi. Bắn đi. Rồi sau đó bắt hắn phải chịu tội trước pháp luật. Làm như vậy coi như cậu đã giúp ta trả thù tên khốn đó rồi. Con trai à, cậu là người được lựa chọn kỹ để truy bắt Tony. Nếu như không có cậu, cũng không có tôi, chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ lần này.
tôi thấy chú Côn giờ cũng đã lớn tuổi, chắc cũng đến lúc nên giải nghệ để sống một cuộc đời thảnh thơi vui vẻ bên cạnh con cháu. Tôi cũng đang nghĩ giống như cậu vậy. Chú có nghĩ sẽ ra nước ngoài sống không? Chọn một đất nước nào đó mình thích mà sống, cùng con cháu hưởng thụ tuổi già. Không cần phải lo lắng sẽ có người tìm mình để tính sổ. Sống như vậy sẽ an tâm. Sunon, từ giờ tôi công nhận cậu là người của tôi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Kể từ giờ anh hãy cứ tin tôi. Tin nổi bật trong ngày, theo thông tin từ phía cảnh sát, cho lúc hơn 1 giờ sáng ngày hôm nay, ông Amnat Saha Parosan, người trong giới giang hồ hay gọi là chú Côn, người đứng đầu băng nhóm Quả Diệm, đã qua đời với nguyên nhân là bị thanh trừng lẫn nhau. Là Tony. Theo phỏng đoán thì đây có thể là một vụ tranh chấp buôn bán vũ khí, bởi vì theo hiện trường án mạng là kho hàng nơi cất giữ vũ khí của băng nhóm Quả Diệm. Hiện nay phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra thêm. Với xã hội đen vốn dĩ tàn nhẫn như vậy mà, nếu ta không phản bội người thì người cũng phản bội ta thôi, giống như cậu đã phản bội thằng Sữa vậy. Thì ra chú Côn đã biết sự thật. Vậy mà chú ấy vẫn... Bắn đi. Rồi sau đó bắt hắn phải chịu tội trước pháp luật. Làm như vậy coi như cậu đã giúp ta trả thù tên khốn đó rồi. Con trai à. Tôi hứa với chú, bằng mọi giá tôi sẽ bắt cho được Tony.
Bây giờ chú Côn mất rồi, chúng ta thiếu người lãnh đạo. Giờ như rắn mất đầu, chúng ta phải cần người thay thế. Mọi người có đề xuất ai không? Theo tôi thấy cậu Tony là người thích hợp nhất. Tôi nghĩ bản thân của mình vẫn chưa đủ khả năng. Nếu như anh Tony không đủ khả năng thì ai mới đủ khả năng đây? Đúng. Nếu như mọi người tin tưởng tôi, tôi xin nhận trọng trách này. Bình tĩnh đi chị ơi. Đúng là tức chết. Rõ ràng đây là âm mưu của Tony mà. Hắn muốn bành trướng thế lực, không từ thủ đoạn nào. Nếu thật sự là vậy, vậy tiếp theo chị định sẽ làm gì? Dĩ nhiên là phải trả thù, chứ không lẽ để hắn leo lên đầu sao? Nhưng mà chị cũng đừng có hấp tấp quá. Đây là chuyện trọng đại mà. Nếu như thất bại thì chúng ta sẽ không còn đường lui đâu. Tony, tôi sẽ tìm cách xử lý anh. Tôi đang định giao vũ khí cho tướng Di Xuyên, và lần này cũng sẽ là lần cuối cùng. Rồi tôi và gia đình sẽ chuyển qua nước ngoài sinh sống. Tôi sẽ từ bỏ mọi thứ ở đây, rồi mua vé ra nước ngoài xin ở kế với chú cũng nên. Được không chú? Thiệt chứ? Không biết cậu có nói thiệt không, nhưng tôi cũng rất vui. Hãy nhớ, tôi xem cậu như là con trai ruột của mình. Chính vì vậy tôi luôn mong cậu được sống hạnh phúc. Em đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi anh. Tới rồi thưa ông chủ. Tôi chưa mang cho cô, còn cho cô tham gia cùng. Nếu như cô lừa dối tôi, cô sẽ không yên thân. Dạ ông chủ. Tốt, phải ngoan vậy chứ. Ông chủ, 1 phút rưỡi nữa máy bay sẽ tới. Hy vọng không có ai ở đây đổi ý hết, nên nhớ chuyến đi này sẽ khó lòng quay về. Hiểu hết rồi chứ? Thank you.
Anh đi đi. Anh hay lắm. Mạnh lên, mạnh lên. Mạnh nữa. Đúng rồi. Hay. Đập đi. Hay. Mạnh rồi. Mạnh lên. Đúng rồi. Vô. Vào vô. Ừ. Rồi. Mạnh nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Mạnh lắm. Mạnh lên chứ. Đúng rồi. Điều quá vậy. Mạnh nữa đi. Mạnh lên. Mạnh lên. Tức thiệt chứ. Mạnh lên chuyện gì. Mạnh lên. Đúng rồi. Mạnh lên đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở đây. Tập vậy đó. Hay lắm. Hay. Tập bao rồi. Xong rồi. Hay à. Lục soát rồi con cháu. Nè, tụi mày dám sao? Đó là luật. Tụi mày có muốn vô không? Mày lập tức đi nói với tướng Di Xuyên rằng ông ấy đã có khách quý tới tìm. Được, nhưng sau khi bọn này lục soát người đã. Soát. Nè 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 nè, tụi mày nghe không hiểu hả? Có biết bọn tao là ai không? Hả? Bọn tao là khách quý đó. Nè, đã nói không rồi mà. Nè, mày đang sát người tao hả? Buông ra coi. Chuyện gì vậy? Hả? À, cậu Tony, có khách quý tới sao không chịu báo tao một tiếng? Bắt cách tao chờ vậy hả? Mày có biết họ là ai không? Em xin lỗi. Tony, chào mừng cậu tới chỗ tôi. Trong thời gian tới chắc phải làm phiền ngài. Có cái gì đâu, cậu không cần phải ngại. Chuyện gì giúp được tôi sẽ giúp mà. Đi đi, mời lên trên, mời lên trên. Được, bàn chuyện một chút. Đón tiếp họ thật tốt cho tao nha. Tao ghim mày rồi nha mày. Dạ thưa sếp, tín hiệu đã mất luôn rồi. Đâu, chờ tôi coi. Đây là khu gần biên giới mà. Nếu vậy đúng như thông tin mà trước đây bác Soạn từng cung cấp, điều này chứng tỏ tên Tony hiện đã cấu kết với tình đại tướng Di Xuyên. Thôi được, nếu sẵn sàng rồi thì mau bàn kế hoạch đi, mau lên. Sếp à, khoan đã. Cậu còn chờ gì nữa, tới đủ hết rồi mà. Thành thật xin lỗi vì để mọi người phải chờ lâu. Anh ấy sẽ hợp tác cùng chúng ta. Nhiệm vụ bảo vệ nền hòa bình vốn dĩ là nhiệm vụ của cảnh sát và quân nhân như tôi. Huống hồ đây là chuyện lớn, người càng đông ta càng có lợi thế. Nói vậy anh... Đây là Mòn, là anh trai song sinh của Gênh, người đã qua đời. Anh ấy là lính đội đột kích đã trà trộn vào trong băng của Tony. Vậy à, chuyện đội trưởng thay đổi việc điều tra về Gênh là do anh ấy chính là Mò? Chuyện lần trước anh dám quýnh tôi bầm dập, anh đền lại cho tôi đi. Ê, bình tĩnh, bình tĩnh. Dù sao cũng cảm ơn anh, đã đánh nhẹ tay quá. Nó làm gì vậy? Thì đi dạo mát thư giãn gân cốt. Tôi không thích ở lì trong phòng. Chuyện gì? Ra đây làm gì? Ông chủ kêu chị vào gặp. Ừ. Phim Định Dịch và Lồng Tiếng tại Phim TV. Cảm ơn. Vào đi. Mời vào, mời vào. Đi.
chính là vương quốc của tôi, cũng là niềm tự hào của tôi, là thế giới do tôi gây dựng. Một khi cậu đã bước vào thì trở thành một phần thế giới của tôi. Tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài thứ hay mà tôi có. Xem thử nha. Tôi nghĩ cậu biết nó là cái gì. Giá trị thật của nó thật sự rất khủng khiếp. Hàng cực phẩm. Phải. Đã tới rồi thưa ông chủ. Tôi cho gọi mọi người tới chỗ này là vì muốn tuyên bố rằng bắt đầu từ giây phút này trở về sau, mệnh lệnh của Đại tướng Di Xuyên có hiệu lực như mệnh lệnh của tôi. Mọi người hãy tuân thủ và đừng làm tôi thất vọng. Dạ. Chà, thật sự rất vinh hạnh cho tôi. Chắc tôi cũng phải thể hiện một chút gì đó để đáp trả lại. Quyết định vậy đi. Tất cả số hàng ở đây của tôi, nếu cậu thật sự muốn bán chúng thì tôi sẽ giảm giá chúng cho cậu. Xin cảm ơn ngài. Tới lượt cô rồi đó. Ý anh là sao? Thưa ngài, tôi có chuyện muốn nhờ ngài. Nói đi. Bác Sơn hiện đang rất cô đơn. Dạ, nếu ngài đủ lòng thương tình. Hân hạnh. Tiếng gì bên ngoài vậy? Hay là có chuyện gì rồi? Tao sẽ giết chết hết. Dám vào đất tao, tụi bay không muốn sống sao? Hả? Có biết tao là ai không? Tao sẽ giết chết hết. Phim Định Dịch. Chờ đó.
Xảy ra chuyện gì? Có người đột nhập thưa ngài. Còn đứng đây làm gì hả? Không ra xử lý tụi nó đi. Ngài bình tĩnh lại đó. Nếu như chúng ta quá nóng vội, có thể sẽ trúng kế bọn chúng. Vậy cậu có biết tụi nó là ai không? Tôi có thể đoán được. Chúng là đám chó điên đang muốn cắn bậy bạ. Chúng đến sai chỗ rồi. Vì chỗ này một khi bước vào không thể quay trở ra. Chỉ có bỏ mạng mà thôi. Mau xử lý đám đó đi. Đánh tàn sát. Đừng để mất mặt. Dạ đó. Nhanh. Báo cáo về trung tâm, báo cáo về trung tâm. Một nhóm người có trang bị vũ khí đang chiến đấu với chúng tôi. Trận chiến bắt đầu rồi. Xong lên đúng không? Đội trưởng ơi, làm ơn phù hộ tụi em nghe. Lần này nhất định không được để thất bại. Đi. Tại sao như vậy chứ hả? Tôi cũng không ngờ bọn chúng giỏi như vậy. Sao lúc đầu cậu nói chỉ là đám chó điên mà thôi? Đối với tôi chúng là chó điên. Tôi đoán được đường đi nước bước của bọn chúng. Cậu nói như vậy là sao? Tôi không hiểu gì hết. Chiêu dụ cọp ra hang. Chiêu này cũ rích rồi. Vậy có nghĩa là cậu đã có kế hoạch đối phó rồi sao? Đúng. Tôi đã có. Rakan, Ping, Romra. Tới lúc trổ tài rồi. Dạ ông chủ. Ông chủ, ông cứ ra lệnh đi. Chứ em thấy ngứa tay ngứa chân lắm rồi. Rakan, cậu cứ tới chỗ kho hàng. Con chó đầu tiên sẽ xuất hiện ở đó. Xử lý nó ngay. Dạ ông chủ. Ping. Dạ. Nôn nóng ra trận lắm đúng không? Dạ đúng như vậy. Cậu bây giờ ra ngoài chiến đấu nhưng không cần phải bán mạng. Tôi muốn biết bọn chúng bao gồm những ai. Dạ cứ để em. Về phần Romran, cô phụ trách xử lý Sunan. Sao vậy? Cô không muốn trả thù cho Gun à? Hay là cứ giao thằng Sunan cho em đi ông chủ. Em với hắn ngang sức. Romran đấu không lại hắn đâu. Tôi đâu có định để Romran chiến đấu. Vì Sunan có tình cảm với Romran. Vậy cho nên Romran chính là người thích hợp nhất. Nhận nhiệm vụ xử lý nó. Hmm.
Hy vọng là sử dụng được. Chụp hình lại làm bằng chứng. Sau đó thì đặt bom tiêu hủy hết chỗ này. Được. Đã chụp đủ hình chưa? Trời ơi, hồi nãy tôi bị liệu. Tự nhiên cha ba kêu chạy cái tôi chạy liền ha. Thì chúng ta phải thoát được thì mới tìm người tiếp ứng chứ. Nhưng mà bây giờ chúng ta không biết tình trạng của cha ba ra sao. Cha ba sẽ không sao đâu. Bây giờ chúng ta phải về sở để báo cáo tình hình liền. Không thì cha ba sẽ gặp nguy hiểm đó. Đi đi đi. Một con chó con mà còn là con cái nữa. Ngon đó. Bây giờ ông chủ muốn em xử lý con nhỏ này ra sao đi? Ê. Con nhỏ này nhìn cũng biến đó nghe. Nếu như ngài hứng thú, tôi sẽ tặng cho ngài. Biết làm gì chưa hả? Dạ ông chủ. Chuyện gì? Em thấy tủi thân chứ gì hả? Anh không có quên em đâu. Hay là giờ về đi. Hai em một lượt cũng được mà. Cũng được. Nhưng mà nhìn bộ dạng cô ta kìa. Hay là để em làm đẹp lại cho cô ta trước cái đã. Đợi tới lúc mọi người giải quyết xong hết mọi việc, em đảm bảo là lúc đó từ bộ dạng con chó con này sẽ biến thành một con thỏ con ngoan ngoãn, biết nghe lời và không chống cự. Được. Đàn em của cậu đúng là hiểu chuyện. Vậy nhiệm vụ này sẽ giao cho cô. Được. Đưa cô ta tới phòng của tôi đi. Được. Dừng. La Feta, xem chúng được bắn rồi. Cha ba đang trong tay của bọn chúng. Là lỗi của hai chúng tôi. Xin cứu cha ba giùm cái. Đừng mong thoát khỏi tay tao. Tụi mày còn đứng làm gì? Mau bắn đi.
báo về trung tâm thay đổi kế hoạch. Tìm chỗ ẩn nấp đi, chờ tới sáng. Giờ tiếp tục tấn công sẽ bất lợi đó. Lui. Dạ sếp. Lui, mau lên. Tại sao tôi lại ở đây? Thì tôi cứu cô chứ gì nữa. Chúng ta đúng là xui tận mạng. Tên Tony thông minh hơn tôi nghĩ. Cứ như nó đã biết mọi thứ. Sao có thể như vậy được chứ? Tên khốn đó biết hết tẩy của chúng ta rồi. Nếu không phải vậy, thì sao hắn bắt cô dễ dàng được? Cô đã biết được những gì? Di Sunan có tình cảm với Romran. Vậy cho nên Romran chính là người thích hợp nhất nhận nhiệm vụ xử lý Sunan. Tên Tony này thật là nham hiểm. Tôi phải đi cảnh báo cho Sunan. Khoan đã, cô định đi ra ngoài kiểu gì? Bọn chúng đứng gác đầy ở ngoài đó. Thời điểm này chỉ còn có một cách, đó là trốn đi. Không được, tôi không thể đi với cô. Cái gì nữa? Vậy tôi đành đi một mình thôi. Cô cứ theo bản đồ này mà đi, rồi cô sẽ gặp căn cứ thôi. Không xa lắm đâu. Ở đó cô sẽ được an toàn. Cô chắc là không đi với tôi chứ? Tôi chắc. Chúc cô may mắn, tôi giúp được cô tới đây thôi. Cảm ơn cô nha. Chắc chắn là cô sẽ được tòa giảm án thôi. Tôi không liều mạng đến cỡ này chỉ để giảm án thôi đâu. Tôi nhất định không thể ngồi tù được. Chúc may mắn. Chúc may mắn. Chạy hả? Mày nghĩ là tao ngu tới mức độ để cho mày trà trộn vô đây giúp cho cảnh sát, sau đó thì dễ dàng chạy thoát vậy à? Mày giết tao đi, đồ xấu xa. Chịu khó diễn một vai ngoan ngoãn, chấp nhận làm đàn em của tao. Vậy mà hiểu tao ít quá. Đồ đê tiện. Mày không còn là con người nữa. Mày sẽ phải chết bờ chết bụi, không có chỗ chôn cất. Bà Sởn.
nói hoài không mệt hả? Tốt nhất là để tao giúp cho mày một vết. Tại sao lại như vậy? Tại sao mọi chuyện lại như vậy hả? Sao còn nói là đoán được đường đi nước bước của chúng? Tôi thật sự không ngờ là lần này bọn chúng lại kéo tới đông như vậy. Trước đây bọn chúng toàn đánh lén. Vậy giờ cậu tính sao đây hả? Tôi sẽ nhanh chóng giải quyết bọn chúng. Giải quyết thế nào hả? Toàn bộ số hàng trong kho mất trắng rồi, tổn thất biết bao nhiêu tiền. Lẽ ra từ đầu tôi không nên tin tưởng cậu. Nếu như chúng ta xử lý bọn chúng ngay từ đầu sẽ không ra nông nổi này đâu. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta phải bình tĩnh trước đã. Tôi nghĩ ông chủ nhất định sẽ có cách giúp ngài lấy lại mọi thứ. Nhưng bây giờ chúng ta phải phân tán ra trước, nếu không thì sẽ dễ bị phát hiện. Bình nói đúng. Cậu đi theo bảo vệ tướng Di Xuyên, không được để xảy ra chuyện. Dạ ông chủ. Ở đây để tôi giải quyết. Hy vọng là cậu không phải chỉ giỏi cái miệng. Ngài yên tâm đi. Nè, đi đâu thì mau lên. Dạ được. Nè, ở đây hỗ trợ Tony. Chừng nào xong thì đủ theo tao. Dạ. Đi đi. Hiểu này. Qua bên kia chờ phục kích chúng. Điện tụi bay. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Hàng cực phẩm. Giá trị thật của nó rất là khủng khiếp. Yeah.
anh ổn không? Anh không sao chứ? Rừng rành, mau trốn đi. Em mau trốn đi nha Linh. Vậy còn anh thì sao? Em không cần lo cho anh. Nếu chúng ta đi chung sẽ không có thoát được đâu. Anh không cần phải lo cho em đâu. Nhất định Sunan sẽ tới cứu em mà. Em mau tỉnh lại đi. Nó cứu em bằng cách nào hả? Cho dù nó có thích em tới cỡ nào, nhưng chúng ta là cướp, đó là cảnh sát, cuối cùng em vẫn phải vào tù. Không được đâu. Cho dù thế nào chúng ta cũng phải trốn chung. Rùng rành, rùng rành, chúng ta không còn thời gian đâu. Em nghe anh nói đi, em mau trốn đi, đừng để bị bắt. Nếu như may mắn thì chúng ta sẽ được gặp lại nhau. Rồng rành, anh rất yêu em. Anh yêu em từ lâu lắm rồi, cho nên anh muốn bảo vệ người mà anh yêu tới giây phút cuối cùng. Đi đi, đi, mau trốn đi, mau, đi đi, mau lên, không còn thời gian đâu, đi đi, đi. Rất yêu em, cho nên anh muốn bảo vệ người mà anh yêu tới giây phút cuối cùng. Tao đã đánh giá thấp bọn mày, giờ mới nhận ra thì đã quá trễ rồi. Tới lúc chết rồi, vậy thì chưa chắc.
trưởng, tôi đã hoàn thành giao ước rồi. Tôi đã giết được Tony rồi. Khoan đã, Mộc. Cảm ơn anh nha. Giữa chúng ta vẫn còn chuyện phải giải quyết đó. Tôi luôn sẵn sàng. Báo cáo, Di Xuyên trốn mất rồi. Hắn trốn nhanh thì. Rôm Đen cũng trốn rồi. Vậy còn cha ba đâu rồi? Đã đưa về điều trị tại bệnh viện Bangkok rồi. Không biết bây giờ ra sao nữa. Cảm ơn mọi người nha. Chà ba. Anh không sao chứ? Cô còn đau ở đâu không? Tôi đã trừ khử Tony xong rồi. Đội trưởng trên trời cũng được yên lòng. Nhưng nếu đội trưởng biết cô đỡ đạn thay cho tôi, chắc sẽ giận lắm đó. Sao liều mạng vậy không biết nữa. Bởi vì tôi không muốn anh gặp chuyện gì hết. Nhưng nếu cô gặp chuyện thì tôi phải làm sao đây? Cảm ơn cô. Vì đã hy sinh cho tôi nhiều như vậy. Nè 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 nè. Tôi vẫn chưa tin được những gì mà tôi vừa nhìn đâu. Giờ phải tự mình thẩm vấn lại đã. Nè Sunan, tâm tư anh có gì cứ việc nói ra.
Anh Mọt. Lý à, anh đã về rồi. Anh Mọt, anh Mọt, anh đã về rồi. Anh đã về rồi. Thì anh đã hứa với em mà, anh đã quay trở về, quay về với tình yêu của anh. Anh Mọt, bây giờ cha ba sao rồi? Dạ khỏe rồi, nói chuyện không cần nghỉ luôn. Về nhiệm vụ khó khăn lần này, mặc dù tên đại tướng Di Xuyên đã kịp chạy thoát, nhưng chúng ta vẫn thành công xử lý được tên Tony. Cậu đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Chiến công là của mọi người, không phải của riêng một mình tôi. Chắc Sôm Trai đã có thể nhắm mắt rồi. Còn về chuyện khôi phục thân phận cảnh sát cho cậu, tôi đã xử lý xong xuôi hết. Chúng tôi sẽ tổ chức nghi lễ chính thức, đồng thời với nghi thức trao huy chương cảnh sát quả cảm cho cậu. Chúc mừng thiếu tá Sunan. Dạ, xin cảm ơn sếp. Giữa chúng ta vẫn còn chuyện phải giải quyết đó. Tôi luôn sẵn sàng. Ugh!
Là anh tự lựa chọn đó. Nếu ngày hôm đó phải lựa chọn, tôi chắc chắn sẽ quyết định giống như anh. Không hẹn ngày gặp lại. Sunan à, sao con không nói với mọi người con là cảnh sát vậy? Con cứ để mọi người hiểu lầm con từ đó tới giờ. Cái thằng trời đánh này thiệt tình. Ba, ai nói với ba chuyện này vậy? Thì cấp trên của con chứ ai nữa. Là cấp trên? Sunan, ba xin lỗi con vì trước giờ đã luôn hiểu lầm vì con. Xin lỗi con nhiều nha. Nếu mẹ con còn sống chắc chắn sẽ tự hào vì con đó Sunan. Dạ ba, con sẽ tranh thủ về thăm nhà. Tranh thủ về sớm để nhà mình còn ăn mừng nữa. Dạ được, con sẽ tranh thủ về sớm. Ba nhớ giữ gìn sức khỏe nha ba. Hôm nay nữa thôi là được về nhà rồi. Alo. Sunan à, tôi xin lỗi vì bỏ anh đi mà không nói lời nào nhé. Ramran. Cô đang ở đâu vậy? Thank you.
Dạ chị cha ba ơi, có một người tặng hoa cho chị nè. Cảm ơn cô. Anh Sunan chắc không tới rồi. Ê, sao lại như vậy được chứ? Nếu anh ấy không tới thì đi đâu được? Ai mà biết được chứ. Có khi đi kiếm cái cô đẹp đẹp kia rồi không chừng. Ông nội, ông bớt tào lao giùm cái đi. Cha ba, tôi thấy chắc chắn kiểu gì anh Sunan cũng sẽ tới. Tin tôi đi. Đừng có nói giỡn coi. Trời ơi, ai dám nói giỡn lúc này ông nội ơi. Tôi nghe đây, tôi không quên đâu mà. Ok ok. Tôi từng nghĩ là tôi yêu em rất nhiều. Nhưng tới khi tôi gặp cô cảnh sát đó, nó là thứ cảm giác mà tôi không thể hiểu rõ được. Nhưng mỗi lần gặp cô ấy, tôi luôn thấy mình rất hạnh phúc. Cô ấy cũng đã hy sinh cho tôi rất nhiều. Chắc đã tới lúc tôi phải bù đắp cho cô ấy rồi. Tôi thấy rất vui vì cuối cùng anh đã hiểu được lòng mình. Chúc em hạnh phúc. Ugh.
Sunan, cha bà nghe tôi nói nè, cô không cần chờ tôi đâu. Tôi chỉ biết là bên cạnh cô ấy tôi thấy bình yên lắm.
Chờ tôi nha, tôi sẽ quay lại. Suna. Chào ông chủ. Đi tận hưởng vui vẻ thôi hai cưng. Dạ. Để anh đưa tụi em lên thiên đàng nha. Đứng lên. Dễ gì đồ. Dạ tôi lệnh sếp.